Hôm nay là ngày 24 tháng 7 dương lịch năm 2020. Đồ gỗ Đỗ Mạnh của chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng trên khắp cả nước chiếc kệ TV chất liệu là gỗ hương đá. Hàng của chúng tôi là sơn màu trần, sơn màu gỗ. Đấy, tức là không phủ màu, gọi là màu gỗ tự nhiên đây. Chúng tôi chỉ gọi là sơn bóng mờ thôi. Đấy, hàng là hàng đặt theo yêu cầu, hàng là cực kỳ là dày dặn và kích thước của nó là hơi nhỏ một chút. Nó là kích thước ngang của nó là 1m97 phân, cao là 81 phân, còn sâu của nó là 43 phân nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ quay chi tiết cụ thể và độ dày của chiếc kệ TV này cho quý khách xem. Đây, bây giờ cái khuôn mặt khuôn tranh này của chúng tôi đây. Đây là dày 4 phân nha các bạn nhé. Đây, còn ván của chúng tôi là dày 1/8 động, hàng cực kỳ là dày dặn. Đây, vân là vân tuyển chọn nha các bạn nhé, vân là vân lu này. Đấy, các bạn có thể thấy vân lúi rất chi là đẹp. Còn bên hông của chúng tôi này là ván cũng 1/8 động hết nha các bạn nhé. Đây, cực kỳ dày dặn. Tôi soi từ soi mép thành soi này là các biệt, bạn có thể nhìn thấy độ dày của chúng tôi. Đấy, còn đây là chi tiết của mặt tiền. Đây là đục, hoàn toàn là đục máy 100% nha các bạn nhé. Đấy, đục cảnh là cảnh tứ quý, chú Cường chú ấy đã chọn và xuống ký mộc. Đây là đục tứ quý, đục rất chi là sâu rồi. Khung cánh của chúng tôi là khung cánh là dày 3/5, còn ván cánh là dày 2 phân nha các bạn nhé. Đây, đục cây bong đục rất chi là dày dặn này. Đấy, còn cảnh như này là cảnh đồng tiền trang trí hai bên. Đây, rất chi là đẹp, cực kỳ là sâu nha các bạn nhé. Cái này cũng là dày 2 phân nha các bạn nhé. Đấy, còn khuôn dưới của chúng tôi là cũng dày 2 phân này. Hàng cực kỳ là dày dặn. Cảnh đục là cảnh tứ quý nhá, tùng cúc trúc mai nha các bạn nhé. Đây. Đấy, từ trái qua phải này. Hàng rất chi là đẹp. Hàng là chọn vân của chúng tôi. Đây. Hàng là không có một tẹo rác tẹo dập nào. Đây. Chúng tôi sẽ quay từ bên trong cho các bạn xem nào. Đấy. Trong đẹp như bên ngoài luôn này. Đấy. Khung cánh hàng cực kỳ là dày dặn. Đây, còn xung quanh của chúng tôi là đục trang trí kiểu triện xung quanh. Đấy. Rất chi là đẹp. Đây, còn ván đây. Ván mặt của nó đây. Ván mặt cũng rất chi là dày. Dày 2 phân nha các bạn nhé. Đây. Vân cực kỳ là đẹp. Hàng là hàng tuyển chọn được tốt. Hàng rất chi là dày. Nếu mà quý khách có nhu cầu đặt hàng hay là tư vấn thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0944222266 hoặc là 0386266789, hoặc là lên Google hoặc là YouTube gõ đồ gỗ Đỗ Mạnh của chúng tôi là sẽ ra nha các bạn nhé. Đấy, video của chúng tôi xin đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người.